Đã quá, đã quá. Mang nó nhét vô nhà cầu đi. Nhét vô nhà cầu. Tôi cảnh cáo này, tụi mày đứng ra, tôi cảnh cáo đó nha. Trời mày chết. Mày chơi tao. Tiêu rồi. À, làm sao đây? Tụi bay thông đồng chơi mày tao phải không? Tình phá hoại người máy bây giờ làm sao hả? Đâu có sao chứ, mình đến đây cốt là để phá hoại mà. Chắc chắn là họ biết do mình làm hỏng đó. À. Mày có tật giật mình làm sao mà họ biết được chứ? Họ nhìn sắc diện là biết ngay. Đồ ngu. Trốn đi, trốn đi, trốn đi. Này bà, chút nữa bà sẽ được thấy ba vị người máy đó. Tin chắc bà sẽ mừng mà. Nếu các người máy này thật sự hoàn hảo thì sẽ bán khắp cả nước Nhật. Lúc đó mình chỉ lo hốt bạc thôi. Đúng rồi, mấy tên Nhật sẽ đến lúc 2 giờ. Họ sắp tới rồi. Tôi cho bà xem quà trước nha. Bảo chúng nó cử động cùng một lúc đi. Hả? Tiêu rồi. Ê, Tiêu Tùng rồi, bây giờ làm sao đây? Đó, hay lắm. Quá vậy? Cứ mặc kệ đó, mình không có thể phá hoại mà. Chỉ phá hoại, không xây dựng. Mình phải làm cho ổng điêu đứng. Không. Tôi có một ý kiến. Thưa bà, công việc chúng tôi rất bận. Như vậy xin vui lòng cho xem qua các người máy đã. À, phiền các vị hãy chờ một chút. Dạ, chúng tôi xin cáo lỗi vì bị mất điện đột xuất cho nên việc tham quan các người máy xin được quản lại ngày khác vậy. À, không phải đâu, có điện mà. Hey. Đi ra đây đi. Xin thưa, những đặc điểm như ba người công nhân điều khiển bằng điện tử của chúng ta là có khả năng học hỏi, có thể học biết nấu ăn, giặt ủi, làm được tất cả mọi việc để hầu hạ chúng ta. Bây giờ xin được ra mắt, tôi bảo sao thì làm theo vậy nha. Đưa tay trái, đưa tay phải, giơ tay lên, nhảy đi, khiêu vũ. Hãy tự đánh mình đi, đánh mạnh tay, đánh mạnh lên, lẹ lên, đánh đi. Tại sao lại đánh tôi? Tại sao lại đánh tôi chứ? Trục trặc kỹ thuật thôi mà, trục trặc kỹ thuật đó. Thành thật cáo lỗi, tôi đã đến trễ. Hai người này đứng sang một bên. Được rồi, qua bên này. Ba người máy của các ông thật là hồ đồ. Chúng tôi không mua đâu. Khoan đã, hãy xem luôn phần cuối. Vì người máy của chúng tôi không phải thuộc loại thường đâu, mà là người máy xuất sắc đó. Công dụng chủ yếu của người máy là dùng làm bảo vệ. Dạ, thưa cô, xin phiền cô một chút. Tôi, được. Nè, sau khi cô đã làm việc mệt nhọc và về đến nhà đưa tay bấm chuông thì người máy sẽ tới và ấm ngay cô lên đó nha. Cẩn thận nha. Và đấm bóp cho cô chủ đi, vậy là cô sẽ thấy thoải mái dễ chịu. Còn nếu người lạ mặt vào nhà. Tôi. Lại đây. Nếu mà anh là người lạ mặt bị người máy phát hiện không phải chủ của mình thì sẽ bị chà. Tốt lắm đó. Dạ thưa quý vị, người máy của chúng tôi còn có một công năng siêu việt nữa, quý vị hãy chờ xem. Xin mời cô. Alo, tôi là ông Hoắc. Tối nay tôi đi khiêu vũ, kiếm gái, không về ăn cơm. Hãy nhắn lại với vợ tôi nha. Dạ thưa rõ. Tối nay ông Hoắc bận họp suốt cả đêm, không cần chờ ông về ăn cơm. Người đàn ông kiếm tiền cực khổ, tôi đã làm xúc cho ông ăn rồi. Hay quá hả? Đúng là người máy hiện đại thiệt đó.
Tuyệt vời, thiệt là tuyệt. À, ông à, chúng tôi đặt mua 10.000 người máy như vậy đó. Ông phải giao hàng nhanh chóng cho chúng tôi nha. Nhớ nha. Được. À, sau này chúng ta còn phải trưng bày rộng rãi ra nữa. Dạ, ông Quắc à. Anh này thấy lạ mặt quá, có phải là giám đốc của công ty này không vậy hả? Không không, tôi chỉ là một nhân viên tạp dịch trong công ty thôi. Dạ. Không, không phải, anh ta chỉ nói đùa thôi. Anh ta là trợ lý hành chánh bậc cao của công ty chúng tôi đó. Ông không phải như vậy đâu. Ông Quắc đã nói phải thì phải mà. Vậy à, vậy cảm ơn ông nha. Còn ba người bạn của tôi. Cũng vậy thôi. Dạ, cảm ơn. Hay lắm. Ngày mai chúng ta sẽ ký hợp đồng. Tốt lắm. Xin mời. Đi cô nha, vui lắm đó. Chờ suy nghĩ. Đi nha. Quay thiệt là quay nha. Làm nhân viên tập dịch mà mặc áo vest đi làm quay thiệt á. Nè, bốn vị này là do ông Quắc mời về đây để đảm nhận trợ lý hành chánh bậc cao, sau này phải kính nể đó. Được ông Quắc mời về đây, đương nhiên phải kính nể, biết không? Mong được chỉ dạy, mong được chỉ dạy. Thang máy ở phía này. Gọi đâu mấy. Lên lầu mấy? Lầu 16. Xong rồi, không cần anh nữa. Yes sir. Ok. Anh ơi. Chà, phải ăn bằng cách nào đây hả? Ê, tao giả giờ siêng năng chịu khó, cứ khen cổ tài giỏi để mình có dịp học hỏi. Các người có đồng ý không? Đồng ý thì nói đi. Hả? Còn phải hỏi nữa. Xin phép được ngồi nha. Hết chỗ rồi sao? Tôi là quý bà phải, mới lên trợ lý hành chánh đó. Tôi biết. Thăng chức cho anh là một sự sai lầm của ông Quắc trong năm nay đó. Đúng. Nhưng mà đó là nhờ sự siêng năng của tôi. Mỗi năm ít nhất có 30 chàng thanh niên đến khoe tài trước mặt tôi mà. Đã muộn rồi. Không muộn lắm đâu, bạn bè tôi ngồi bên đó sẽ được dịp mai. À, mấy anh chàng kia khen rằng nếu cô mang kiến thì càng đẹp hơn đó. Có phải vậy không các anh? Đúng rồi đó. Nó tầm bậy. Tôi đâu có phải hạng con gái lãng mạn chỉ biết lo chân diện với mấy người nghĩ đâu. Đương nhiên là không phải rồi, nhưng mà không nên nói ra. Không nên. Người thanh niên không nên ngại ngùng như vậy. Chẳng lẽ tôi thiếu nít na nhu mì hay sao? Anh khen cô là người phụ nữ có sức hút nam giới nhất đó. Anh Siêu ơi, trả lời đi, có phải những lời tôi nói là sự thật không vậy? Thật đó, là thật đó. Đúng là cả công ty chỉ có mình cổ thôi. Đồ mất nết, không biết ngại ngùng. Nếu mà biết như vậy tôi không nói ra đâu, xin phép nha. Sắc đẹp trời ban. Xin tặng cô. Qua này tặng cô. Xin lỗi nha cô xạ, qua tôi vừa tặng hết rồi. Ê, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại được nhiều người tặng qua quá? Ngày 24 tháng 2 đó, tặng qua cho người yêu đó cô xạ. Tặng vào lúc nào cũng được mà, sao lại phải tặng qua ngày hôm nay chứ? Bày đặt. Ý nghĩa ngày hôm nay là sẽ được một niềm vui đó. Cô là người phụ nữ đáng yêu nhất tại đây, một trong 30 chàng thanh niên của cô. Chào cô xạ. Chuyện gì đó? Chà, bó hoa của cô đẹp thật đó. Phải rồi, đã bảo ảnh đừng mang tới cơ quan mà. Bạn trai mang đến nhà tặng cũng nhiều lắm. Phiền cô mang ra ngoài cắm giùm tôi đi. Dạ. Ê. Hả? Hay là xem cô nào chưa có thì biếu cho mỗi cô một nhánh đi. Thử nghĩ xem, hôm nay không được tặng hoa quê lắm đó. Dạ được. Tại sao lại như vậy? Anh bạn ơi, làm ơn rót giùm một cái bánh xe giùm tôi. Không được đâu, tôi đang bận lắm đó. Xin lỗi nha. Thật là không có ga lăng chút nào. Có gì cũng không chịu giúp nữa. Mày mốt có vi phạm nội quy, tôi sẽ khiến các người mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên đó. Chào cô xạ. Chưa về nhà sao? Gặp anh may quá, làm phiền anh ráp lại 4 bánh xe cho tôi đi. Không biết tình khốn nạn nào lấy cắp 4 bánh xe của tôi đó. Cô có tới 4 bánh xe cô sao? Không có.
Như vậy thì kẹt quá. Để tôi tìm cách giúp cô nha. Nè, thấy chưa, kế sách của tao hay không? Mày tìm giúp giùm cậu bốn cái bánh xe, cậu chắc chắn sẽ mến mày. Phải đó, nhưng mà tìm ở đâu ra chứ? Xe này không được đâu. Xe này tao mượn của mụ Anna, chỉ có một đêm thôi. Mày có chịu chơi không? Chắc phải chơi chịu rồi. Lần này tôi thật cảm động anh bạn à. Xin đừng khách sáo mà, có sao. Gọi tôi là Poliviano được rồi. Miễn là gọi tên được rồi. Mẹ tôi cùng hỏi với cô đó. Vậy sao? Vậy bây giờ tôi xin gọi cô là chị nuôi đó nha. Được, gọi như vậy cũng được thôi. Nhìn kỹ lại chắc gọi là em nuôi rồi. Đừng nói lời Ayu nịnh bợ. Tôi nghĩ tôi chắc lớn hơn bạn một tháng mấy ngày. Vậy sao? Tôi thật là kính mến anh Siêu. Anh thật là người bạn tốt đó. Đã mang hết tất cả đồ phụ tùng trên xe của ảnh sang bên đây giúp tôi đó. Chị chưa hiểu lòng ảnh sao? Sao vậy? Nè, anh đã thầm yêu trộm nhớ chị lâu rồi đó. Sau cuộc gặp gỡ lần đầu tiên thì anh đã cắt. Hả? Cắt hết đường dây điện thoại để các cô khác khỏi gọi tới. Phải giữ trọn thân xác trong trắng để xứng với chị đó. Điên rồi. Không những điên, đã đến mức khùng rồi. Anh không tự lượng sức mình, dám đòi sánh duyên với chị. Việc này cũng tùy chị thôi. Chị không trách ảnh đâu. Dù sao ảnh quá nặng tình, nếu chị không đáp lời thì e rằng sẽ gây đau khổ cho ảnh. Tùy chị thôi. Vậy đi, đứng trên phương diện nhân đạo, chị nhận lời kết bạn làm thân. Có thật gì không? Nhưng chị phải nói khéo với ảnh, đừng để anh vui mừng quá sẽ đứt gân máu đó. Hay là chị hẹn vài người bạn gái, em rủ vài người bạn trai, chúng ta cùng đến vũ trường khiêu vũ, như vậy có được không? Được đó. Để em đi hẹn với anh nha. Chỉ vậy thôi mà cũng xỉu hả? Tao đã vi phạm một trọng tội, bây giờ lại thêm việc hẹn hò, Mô Anna sẽ ra lệnh cấm đó. Để tao nói cho mày hãy nghe rõ, không thể mù vợ mày lộng hành như vậy. Mọi việc để tụi tao giúp. Lén lút như vậy hả? Điện thoại có ai gọi tới? Nói. Dự báo thời tiết người ta hỏi. Hãy giặt cho kỹ cái áo nha. Cái áo trong này cả ngàn đồng đó. Sao lại mua đắt như vậy? Không cần thiết mà. Nếu nói như vậy thì anh đừng có mặc quần trong nha. Chuyện gì vậy? Siêu, xin lỗi mày nha. Chuyện gì vậy? Siêu à, lần này thật có lỗi với mày. Tụi tao đã đến đó nhưng không gặp bác trai. Nghe nói ông bị người ta bắt cóc rồi đó. Tôi chưa từng nghe anh nói còn người cha Trung Quốc mà. Anh chưa kịp nói với em thôi. Vì sợ, nó sợ con biết được chuyện ngoại tình. Còn nữa, bọn bắt cóc còn đòi mày chỉ 500 ngàn đó. Vậy thì không nên chi. Rước ông về đây thêm phiền phức thôi. Không phải đâu. Họ nói chuyện gì thì đưa ông về Trung Quốc, công ta lên đem về đây đó. Chẳng biết có thật không. Là cái gì vậy? Lời quần lót có còi báo động và khóa an toàn đó. Nếu anh lén lút ở ngoài cặp bồ trốn máu dê giỡn trò sàm sỡ thì nó sẽ lên tiếng báo động. Có phải vậy không? Nè, qua đây đi, tôi dặn anh thêm một điều. Điều gì nữa? Cặp mắt xương bầm ra phố khó thay về. Ê, mấy nữ quái sao chưa thấy xuất hiện hả? Mình chờ một lát đi. Chào chàng đẹp trai. Em đi là ai vậy? Có quen không biết đâu, tôi không quen. Quá trời đẹp gì vậy? Trên đời thật là hiếm có. Ghê quá. Ê Phạm Châu Điên, tao nhờ mày một chuyện nha. Chuyện gì? Tao hay làm chuyện nguy hiểm, mày cần gì cứ nói đi. Tao định nhờ mày cho tao mượn cặp mắt kiến dùng tạm điện thoại. Mày nói như vậy tức là bảo tao tự phế vô công. Không được. Sao mày không đi? Sao mày không đi? Dư 10.000 đồng, tao đưa hết cho mày, mày giúp đỡ tao nha. 10.000 đưa bằng tiền mặt. Sao mày bán thiệt hả? Có cái gì đâu, sao thấy vậy? Nó sẽ chơi chứ. Để tiền nó.
Ê, không có, không có, còn không có nói nha. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi. Thần giao mắt tay sao? Anh không tin em có thần giao cách cảm. Có người còn giỏi hơn em đó. Em chỉ cần bắt tay với anh là biết được anh đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thử đi. Thì ra anh đã có vợ rồi. Còn dám nói dối, sau này đừng gặp em nữa. Cô không sao chứ? Không sao. Anh đang lẩn trốn mà. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Anh sợ mập đó sao? Sao cô biết? Tôi có thể đọc được ý nghĩa của người khác. Để tôi giúp anh nha. Được. Đừng có nhìn nha. Ổn thỏa rồi. Cảm ơn cô nha. Không cần, nếu muốn tỏ lòng biết ơn thì đưa tôi về, tôi không có xe. Có phải ở chỗ này không vậy hả? Đúng rồi. Thẳng tay kiên trì mà được nha. Nguồn tin chính xác không? Chính xác lắm. Dì Tư đã nói cho tôi biết, hai cho con đều có mặt ở trong thi vũ này mà. Cái thằng cha già đó còn dám nói là đi chơi mặt trước nữa. Anh hai cũng kỳ thiệt á, mẹ biết không, anh Quyết không bao giờ đến chỗ này á. Bác gái ơi, hãy bình tĩnh đi, có anh ra đây. Đã nổi tiếng là sư tử Hà Đông, cháu sẽ có cách đối đầu họ ra. Có phải buộc tôi thi vũ để khỏi phải đưa tôi về nhà? Không phải. Anh sợ hai người đàn bà kia. Phải đó, chủ nợ mà. Để tôi trốn ở cửa sau nha. Chào con nha. Bye bye. Mày thằng Quý. À, thì ra bác cũng có mặt ở đây. Cháu dẫn bác gái cùng chú Tú tới đây kiếm bác đó. Bác hết chó rồi nhìn kìa. Ê, chạy. Đừng có chạy.